Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là mở cái file mà OneDriver. Thì đầu tiên bạn nhấp vào cái link mình chia sẻ. Rồi, nhấp tiếp vào cái đường link ở trong cái file OneDriver. Đấy, nhiều bạn thì đến cái khúc này là không có mở được. Thì có thể là các bạn nhìn bên góc phải màn hình trên cao là có ba cái dấu chấm. Bạn nhấp vào đây. Đấy, bạn mở bằng Samsung Internet. Xong, bạn làm theo hướng dẫn nha. Tích vào Amnos Robot nha. Rồi, click here. Sau đó các bạn đợi cho 7 giây trôi qua. Rồi, bấm vào Get Link nha. Rồi, bây giờ đường link của bạn nó sẽ hiện ra.